Hello students, today we learn Unit 9. What's the fattest animal in the world? In Lesson 1, we have 7 new words. Now let's begin with the first one. Lake. 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 Mountain, 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 mountain. Waterfall, 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 waterfall. Ocean, 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 ocean. Wide, 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 wide. Deep, 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 deep. High, 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 high. Listening 80. Listen and point. Lake. Mountain. Waterfall. Ocean. Wide. Deep. High. Ocean. Deep. Mountain. High, lake, wide, waterfall. Listen and repeat. Lake, lake, mountain, mountain, waterfall, waterfall, ocean, ocean, wide, wide, deep, deep. High. High. Now let's practice the words by doing the exercise in your workbook, page 60. Look at the picture and count. Look at the letters and write the word. Number 1. There are 8. So in this picture we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mountains. And look at the letters here, so we write the word mountains in number 1. Now you will have about 10 seconds to do number 2, 3, and 4. Okay, now let's check your answer. Number 2. There are 6. Look at the picture. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are waterfalls. And the letters here. So we write waterfalls in number 2. Number 3. There are 2. Here we have 1 and 2.
The letters in number 3 are referred to the word oceans. Number 4. There are 4. We have 1, 2, 3, 4. And the letters here is lakes. Exercise number 2 is in your workbook, page 60. You will use the word in the column and write them in the blank under the picture. Number 1. This is a. So we have this is high and this is waterfall. So we use the word high and waterfall to write down in number 1. Now you will have 10 seconds to do number 2, 3, and 4. Now let's check your answer. Number 2. This is the lake. And this is the word wide. So number 2, we will use 2 words. Wide and lake. The answer in number 2 is this is a wide lake. Number 3. This is high and this is a mountain. So we use the word high and mountain to have the answer in number 3. This is a high mountain. Number 4. We have 2 words left. Deep and ocean. So we use them to write the answer in number 4. This is a deep ocean. Now look at the video. Listen and read the story. Hello, I've got a quiz for you today. Great! What's the highest mountain in the world? Mount Everest! That's right. What's the biggest ocean in the world? It's the Pacific Ocean. That's right. What's the fastest animal in the world? A mouse! No. A mouse isn't the fastest animal. The fastest animal in the world is a cheetah. No, a mouse! Look! Ha ha ha! Now Amy's the fastest student in the class. So in this video, we have the new grammar point. Listen to Grandma. In Lesson 2 of Unit 9, we will learn about comparative and superlative short adjectives. Trong phần ngữ pháp của bài số 9, hôm nay chúng ta sẽ học cách so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ ngắn. So here we have 3 mountains. Mountain A, Mountain B, and Mountain C. Mountain A is high. Mountain B is higher. And Mountain C is highest.
Now look at them again. Here we have mountain B is higher than mountain A. And mountain C is the highest. So you need to remember the structure for the comparative. Thì sau khi các bạn theo dõi ví dụ về ba ngọn núi ABC thì chúng ta sẽ rút ra được công thức chung cho dạng so sánh hơn đối với tính từ ngắn. Đó là khi các bạn sử dụng so sánh hơn thì chúng ta luôn luôn phải thêm đuôi ER vào sau tính từ kèm với từ than. Còn muốn nói về so sánh nhất, chúng ta sẽ có từ the đứng trước tính từ và phía sau tính từ sẽ được thêm đuôi est. For example, we have the word tall. Taller than and the tallest. Ví dụ như chúng ta có tính từ tall, cao. Vậy muốn nói cao hơn, chúng ta sẽ thêm đuôi er vào sau từ tall kèm với từ than. Muốn nói cao nhất, chúng ta sẽ thêm the trước tính từ tall và ở phía sau tính từ tall chúng ta sẽ thêm đuôi est. Tall, taller than, the tallest. Next we have the word deep. Deeper than, the deepest. Tương tự như vậy thì chúng ta có tính từ deep, sâu. Muốn nói sâu hơn, chúng ta sẽ thêm đuôi er vào sau tính từ deep kèm với từ than. Còn sâu nhất, chúng ta sẽ thêm chữ the trước tính từ deep kèm với đuôi est. Next we have the word big. Bigger than, the biggest. Tương tự như vậy, chúng ta có từ big, to lớn. Nếu các bạn muốn có từ to lớn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng bigger than, thêm đuôi er và từ than. To lớn nhất, chúng ta sẽ sử dụng the biggest, thêm chữ the phía trước chữ big và thêm đuôi est. Tuy nhiên, đây là một trường hợp đặc biệt, các bạn lưu ý. Trước khi thêm đuôi er ở so sánh hơn hoặc thêm đuôi est ở so sánh nhất đối với tính từ big, thì trước khi thêm hai đuôi này các bạn nhớ phải gấp đôi phụ âm cuối là chữ g, rồi sau đó mình mới thêm đuôi er hoặc thêm đuôi est. Next we have the word wide. Wider than, the widest. Thì đây cũng là một trường hợp đặc biệt. Chúng ta có từ wide là rộng. Muốn nói rộng hơn, chúng ta sẽ thêm đuôi er. Và từ than, muốn nói rộng nhất, chúng ta sẽ thêm chữ the và đuôi est. Tuy nhiên, chữ wide này chúng ta đã có từ e kết thúc ở cuối từ rồi. Vậy khi các bạn thêm đuôi er cũng như đuôi est, các bạn nhớ bỏ bớt từ e ở phía cuối. Đó là hai trường hợp đặc biệt các bạn cần lưu ý trước khi chúng ta thêm đuôi er hoặc đuôi est. Vậy mình nhắc lại, điểm ngữ pháp quan trọng của bài số 9 các bạn cần nhớ, đó là khi muốn nói đến so sánh hơn thì chúng ta sẽ thêm đuôi er vào sau tính từ kèm với chữ than. Nếu muốn nói so sánh nhất thì chúng ta sẽ thêm chữ the đứng trước tính từ kèm với đuôi est. Now let's do the exercise in your student book, page 65. Now look at the picture. We have three boys, Duy, Nam, and Bảo.
Now look at the picture. Read the sentences and write true or false. Number one, Nam is the tallest boy. This is Nam, and he is the tallest. So number one is true. Now you will have 10 seconds to do number 2, 3, 4, 5, and 6. Now let's check your answer. Number 2. Yui is faster than Nam. We have the answer for number 2 is false. Number 3. Bao is the fastest boy. True. Number 4. Nam is slower than Yui. False. Number 5. Bao is taller than Yui. True. And finally, number 6. Yui is the shortest boy. True. The next exercise is in your student book, page 65. Write the word in the bracket. Number 1. The USA is bigger than Vietnam. Number 2. Mount Everest is the high mountain in the world. So number 2, we have the word the. So with the word the, we will use ESD ending, the highest. Number 3, cars are fast than bikes. In number 3, we have the word than. So with the word than, we will use the ending er. Faster. Now remind you one more time. The with east. With than. Now you will have 10 seconds to do number 4, 5, and 6. Okay, now let's check your answer. Number 4. Grapes are smaller than apples. In number 4, we have the word than. So with than, we will use the ending er. The answer is smaller. Number 5. Lake Baikal is the deep lake in the world. In number 5, we have the word the. With the, we will use the ending east. The answer in number 5 is the deepest. And number 6, mice are slower than cheetahs. In number 6, we have the word than. So with than, we will use the ending er. The answer is slower. Okay, so that's the end of the lesson today. Now, please, student, remember to learn the new words
review the grammar, and do the worksheet. Now, goodbye and see you again in the next lesson.